tạm biệt khoảnh khắc rung động cặp đôi song tinh sắp yêu lại từ đầu vị hẹn đi ăn với thạch thẩm đoàn ngọc nên thẩm tinh nhược từ nhược hàm lại đến công ty đón bạn thân không ngờ lại chứng kiến cảnh chồng cũ của thạch thẩm đang làm phiền cô không suy nghĩ nhiều thẩm tinh nhược ngay lập tức xông đến đứng chăn trước thạch thẩm để bảo vệ đối mặt với thẩm tinh nhược cứng rắn thêm việc bảo vệ tòa nhà đã đến chồng cũ của thạch thẩm chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi tuy nhiên anh ta vẫn chưa từ bỏ chuyện quấy rối vợ cũ tìm đến tận nhà của cô Thạch Thẩm khóa chặt cửa không cho anh ta vào trong, anh ta liền tìm cách trèo cửa sổ, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Quỳ gối trước Thạch Thẩm, anh ta nhận lỗi sai và đề nghị cả hai tái hôn, hứa sẽ không đánh mắng cô. Anh ta thậm chí còn lấy tay của vợ cũ rồi tự đánh vào mặt mình. Thạch Thẩm không mạnh mẽ như Thẩm Tinh Nhược, hơn nữa những ký ức tồi tệ khiến cô run sợ trước những hành động điên loạn của chồng cũ. Thẩm Tinh Nhược và Lục Dinh Tiên Lý Quân Nhụy cùng đi mua đồ khi này cả hai đang tham gia chương trình thực tế mang tên tạm biệt khoảnh khắc xung động do Thẩm Tinh Nhược nằm nhà sản xuất, còn Lục Tinh Duyên là bên đầu tư, thuận theo chủ đề nóng trên mạng cặp đôi song tình cùng nhau tái xuất. Lục Tinh Duyên và Thẩm Tinh Nhược quen biết nhau 11 năm chia tay 5 năm, vì chuyện chia tay năm ấy mà hai người đều trải qua khoảng thời gian đau khổ. Lục Tinh Duyên muốn bắt đầu lại với Thẩm Tinh Nhược nhưng qua một vài lần tiếp xúc, sau thời gian dài chia xa, anh nhận thấy cô hình như không có chung suy nghĩ với mình. Anh lo lắng nếu bản thân quá chủ động sẽ một lần nữa đẩy cô ra xa. Chương trình tạp kỹ tạm biệt khoảnh khắc rung động có lẽ là cơ hội tốt để lục tinh duyên và thẩm tinh nhược xích lại gần nhau, hiểu rõ tâm ý của bản thân với đối phương hơn. Trong một cảnh quay cả hai cùng đi siêu thị, thẩm tinh nhược nũng nịu với lục tinh duyên, thậm chí còn gọi anh là ông xã khiến anh vui ra mặt. Thẩm tinh nhược sau đó ngồi vào bên xe trong đẩy, để lục tinh duyên đẩy đi. Cả hai lúc này trông vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào giống như một cặp đôi đang hẹn hò đích thực chứ không chỉ khách mời quay chương trình tạp kỹ thẩm tinh nhược thừa nhận với bạn thân trần trúc vương nghệ cần rằng có một khoảnh khắc trong lúc quay chương trình khiến cô cảm thấy lục tinh diên giống như trở lại như chàng trai năm xưa nhìn sang tổ chương trình thẩm tinh nhược tắt nick của mình và bạn thân rồi thì thầm điều gì đó cậu không bị sao đấy chứ bạn thân cô thốt lên phải chăng thẩm tinh nhược lúc này cũng muốn yêu lại từ đầu với lục tinh diên